Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 18. Sau việc ấy, David đánh dân Philistine, bắt phục chúng nó và đoạt lấy khỏi tay chúng nó thành Gát và các hương thôn nó. Người cũng đánh Moab, dân Moab bèn phục dịch David và tiến cống cho người. David đánh Hadarezer, vua Soba tại Hamat, khi người đang đi lập nước mình trên sông Euphrates. David chiếm lấy của người 1.000 cỗ xe, 7.000 lính kỵ và 20.000 lính bộ. David cắt nhượng của các ngựa kéo xe, duy chừa lại 100 con. Dân Syria ở Damas đến cứu giúp Hadarezer vua Soba. David bèn giết chúng 22.000 người. David lập đồn trong Syria của Damas. Dân Syria phục dịch người và đem nộp thuế cho người. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David đoạt những khiên vàng của các đầy tớ Hadarezer rồi đem về Jerusalem. Từ Tibat và Kun, hai thành của Hadarezer, David lại đoạt lấy nhiều đồng mà Salomon dùng làm cái biển đồng, các trụ và chậu bằng đồng. Khi Tohu vua Hamat hay rằng David đã đánh cả đạo binh của Hadarezer vua Soba, thì sai Hadoram, con trai người, đến chào mừng và ngợi khen David, bởi người đã chinh chiến với Hadarezer và đã đánh người, vì Hadarezer và Tohu thường đánh giặc với nhau luôn. Tohu cũng gửi đến các thứ chậu bằng vàng, bạc và đồng. Các đồ ấy, David cũng biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, luôn với bạc và vàng mà người đã đoạt lấy đem về từ các dân tộc, tức từ Edom, Moab, dân Ammon, dân Philistine và dân Amalek. Vả lại, Abishai, con trai của Seruya, đánh giết tại trong trũng muối 18.000 người Edom. Người đặt đồn tại Edom và cả dân Edom đều phải phục dịch David. David đi đến đâu thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng. David làm vua trên cả Israel, lấy sự ngay thẳng và công bình mà xử với dân sự của người. Joab, con trai của Seruya, thống lãnh đạo binh. Josaphat, con trai của Ahilud, làm quan thái sử. Sadoc, con trai của Ahitub, và Abimelech, con trai của Abiathar, làm thầy tế lễ. Savesha làm quan ký lục. Benaya, con trai của Jehoiada, cai quản người Kerethit và người Phelethit. Còn các con trai David đều làm quan đại thần gần bên vua. Chương 19. Sau các việc đó, Nahash, vua dân Ammon băng hà, và con trai người kế người làm vua. David nói, ta muốn làm ơn cho Hanun, con trai của Nahash, vì cha người đã làm ơn cho ta. David bèn sai những sứ giả đến an ủi người về sự cha người đã băng hà. Vậy, các đầy tớ của David đến cùng Hanun tại trong xứ dân Ammon đặng an ủi người. Nhưng các quan trưởng dân Ammon tâu với Hanun rằng, vua há có tưởng rằng David sai những kẻ an ủi đến cùng vua là vì tôn kính thân phụ vua sao? Các đầy tớ hắn đến cùng vua, há chẳng phải để tra xét và do thám sứ hầu cho hủy phá nó sao? Hanun bèn bắt các tôi tớ của David, biểu cạo râu họ đi, cắt áo họ từ chẳng phân nửa cho đến lưng, rồi đuổi về. Có người đi thuật cho David hay việc các người này. Người sai đi đón các người ấy vì họ xấu hổ lắm. Vua biểu rằng, hãy ở tại Jericho cho đến khi râu các người đã mọc, bây giờ sẽ trở về. Khi dân Ammon thấy David lấy họ làm gớm ghiếc, thì Hanun và dân Ammon bèn sai người đem 1.000 ta lân bạc đặng đi đến Mesopotami, Aramaaka và Soba mà mướn cho mình những xe cộ và quân kỵ.
chúng mướn cho mình 32.000 cỗ xe vua xứ Ma-a-ca với dân người. Họ kéo đến đóng tại trước Medeba. Dân Ammon từ các thành của họ nhóm lại đặng ra trận. David hay điều đó, bèn sai Joab và cả đạo binh đều là người mạnh dạn. Dân Ammon kéo ra dàn trận nơi cửa thành, còn các vua đã đến phù trợ đều đóng riêng ra trong đồng bằng. Khi Joab thấy quân thù đã bày trận đằng trước và đằng sau mình, bèn chọn những kẻ mạnh dạn trong đạo quân Israel mà dàn trận đối cùng quân Syri. Quân lính còn lại, người phú cho Abishai là em mình, chúng bày trận đối với dân Ammon. Người nói: "Nếu quân Syri mạnh hơn anh, em sẽ giúp đỡ anh. Còn nếu quân Ammon mạnh hơn em, anh sẽ giúp đỡ em." Khá vững lòng bền chí, hãy vì dân ta, vì các thành của Đức Chúa Trời ta mà làm như cách đại trượng phu. Nguyện Đức Giê-hô-va làm theo ý Ngài lấy làm tốt. Vậy Joab và quân lính theo người đều đến gần đối cùng quân Syri đặng giao chiến. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt người. Khi quân Ammon thấy quân Syri đã chạy trốn thì cũng chạy trốn khỏi trước mặt Abishai em Joab mà trở vào thành. Joab bèn trở về Jerusalem. Khi quân Syri thấy mình bị thua trước mặt Israel, bèn sai sứ giả đến biểu dân Syri ở bên kia sông ra. Có Sô-phát, quan tướng của đạo binh Hadarese, quản lãnh chúng nó. David hay điều đó, liền nhóm cả Israel sang qua sông Giô-đanh đến cùng quân Syri và dàn trận nghịch cùng chúng nó. Vậy, khi David đã bày trận đối với dân Syri, thì chúng nó đánh lại với người. Quân Syri chạy trốn khỏi trước mặt Israel. David giết của quân Syri 7.000 lính cầm xe, 4.000 lính bộ và cũng giết Sô-phát, quan tổng binh. Khi các đầy tớ của Hadarese thấy chúng bị bại trước mặt Israel, bèn lập hòa cùng David và phục dịch người. Về sau, dân Syri chẳng còn muốn tiếp cứu dân Ammon nữa. Chương 20. Qua năm mới, lúc các vua thường ra đánh giặc, Joab cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Ammon. Người đến vây thành Rabba, còn David ở tại Jerusalem. Joab hãm đánh Rabba và phá hủy nó. David lấy mão triều thiên của vua dân Ammon khỏi đầu người, cân được 1 talân vàng, và ở trên có những ngọc báu, bèn lấy mão triều thiên ấy đội trên đầu David. Lại từ trong thành, người lấy ra rất nhiều của cướp. Còn dân sự ở trong thành, người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc bằng cưa, hoặc bằng bừa sắt, hay là bằng rìu. David làm như vậy cho các thành của dân Ammon. Đoạn, David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. Sau việc đó, xảy có chinh chiến với dân Philistine tại Gê-xê. Khi ấy, Sibekai, người Hushatit, đánh giết Sibbai, vốn thuộc trong dòng kẻ dình dàng. Chúng bèn bị suy phục. Lại còn giặc giả với dân Philistine nữa. En-hanan, con trai của Jair-rơ, đánh giết Lát-mi, em của Goliath, người Gát. Cái cán giáo người lớn như cây trục của thợ dệt. Lại còn một trận đánh nữa tại Gát. Ở đó có một người tướng tá lớn cao, có mỗi tay 6 ngón và mỗi chân 6 ngón, hết thảy là 24 ngón. Hắn cũng thuộc về dòng dền dàng. Hắn sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan, con trai của Shimea, em của David, đánh giết người. Những kẻ đó đều thuộc về dòng dền dàng tại Gát. Chúng đều bị tay David và tay các tôi tớ người giết đi. Chương 26. Bây giờ vua Agrippa biểu Phaolô rằng: "Ngươi được phép nói để chữa mình." Phaolô bèn giơ tay ra chữa cho mình như vậy. Tâu vua Agrippa: "Tôi lấy làm may mà hôm nay được gỡ mình tôi trước mặt vua về mọi điều người Giu-đa kiện tôi, nhất là vì vua đã rõ mọi thói tục người Giu-đa và cũng biết sự cãi lẫy của họ. Vậy xin vua hãy nhịn nhục mà nghe tôi. Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Ví bằng họ muốn làm chứng về việc này thì biết từ lâu ngày rồi.
tôi là người Pharisee, theo phe đó rất là nghiêm hơn trong đạo chúng tôi. Hiện nay tôi bị đoán xét vì trông cậy lời Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ chúng tôi. Lại 12 chi phái chúng tôi lấy lòng sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời cả đêm và ngày mà trông đợi lời hứa ấy được trọn. Muôn tâu, thật là vì sự trông cậy đó mà tôi bị người Giuđa kiện cáo. Ủa nào, các ông há lại ngờ chẳng có thể tin được rằng Đức Chúa Trời khiến những kẻ chết sống lại sao? Thật, chính mình tôi đã tin rằng nên dùng đủ mọi cách thế mà chống lại danh Giê-xu ở Nazareth. Thật, tôi đã làm sự này tại thành Jerusalem. Sau khi đã chịu quyền của các thầy tế lễ cả thì tôi bỏ tù nhiều người thánh. Và lúc họ giết các người đó, tôi cũng đồng một ý. Vả lại, tôi thường trải đi từ nhà hội này đến nhà hội kia, hà hiếp họ để bắt họ phải nói phạm thượng. Tôi lại nổi giận quá bội, bắt bớ họ cho đến các thành ngoại quốc. Ấy vậy, tôi lên thành Đa-mách, có trọn quyền và phép bởi các thầy tế lễ cả. Đứng đi dọc đường, muôn tâu, lúc giữa trưa, tôi thấy có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chói lói hơn mặt trời, sáng lòa chung quanh tôi và kẻ cùng đi. Chúng tôi thảy đều té xuống đất, và tôi nghe tiếng phán cùng tôi bằng tiếng Hebrew rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy. Tôi thưa lại Chúa: Chúa là ai? Chúa đáp rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi đừng bắt bớ. Xong, hãy chờ dậy và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi. Ta sẽ bảo hộ ngươi khỏi dân này và dân ngoại là nơi ta sai ngươi đến, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa-mách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng: Phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Kìa, vì thế nên người Giu-đa đã bắt tôi trong đền thờ và toan giết tôi. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến, tức là đấng Christ phải chịu thương khó và bởi sự sống lại trước nhất từ trong kẻ chết phải rao truyền ánh sáng ra cho dân sự và người ngoại. Người đang nói như vậy để binh vực mình thì Phê-tu nói lớn lên rằng: Hỡi Phao-lô, ngươi lãng trí rồi, ngươi học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Phao-lô lại nói: Bổng quan lớn Phê-tu, tôi chẳng phải lãng trí đâu, tôi nói đó là những lời thật và phải lẽ. Vua biết rõ các sự này, lại tôi bền lòng tâu vì tin rằng chẳng có điều nào vua không biết, vì mọi việc đó chẳng làm ra cách trùng vụng đâu. Tâu vua Agrippa, vua có tin lời các đấng tiên tri chăng? Tôi biết thật vua tin đó. Vua Agrippa phán cùng Phao-lô rằng: Thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ đấng Christ. Phao-lô tâu: Cầu xin Đức Chúa Trời chẳng kiếp thì chầy, không những một mình vua nhưng hết thảy mọi người nghe tôi hôm nay đều trở nên như tôi, chỉ trừ bỏ xiềng này thôi. Vua bèn đứng dậy, quan tổng đốc và bà Berenice cùng những người đồng ngồi đó cũng vậy. Khi lui ra rồi, các người nói cùng nhau rằng: Trong cách ăn ở người này, thật chẳng có chi đáng chết hoặc đáng bỏ tù cả. Vua Agrippa nói với Phê-tu rằng: Nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Chương 27. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đường biển qua nước Italy, họ bèn giao Phao-lô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Giu-lơ về đội quân Auguta. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch là người Macedon
về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Đến ngày sau, chúng ta tới thành Sidon thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu mình và được họ lo việc mình. Đoạn từ nơi đó, chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bây giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili, thì chúng ta đến thành Myra trong xứ Lisi. Ở đó, thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Cernit. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ đảo Crete qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Lace. Trải lâu ngày, tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiên ăn đã qua rồi. Phao-lô bảo trước cho những người trong tàu rằng: "Tôi thấy sự việc biển này chắc sẽ phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa." Nhưng thầy đội tin lời người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phao-lô nói. Vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến cảng Phoenix, là cảng của đảo Crete, hướng phía tây nam và phía tây bắc, đặng qua mùa đông ở đó. Vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định, thì kéo neo mà đi dọc theo gần đảo Crete. Nhưng cách ít lâu, có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên vật vào đảo. Tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cloda. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại. Đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirte thì hạ buồm xuống để mặc gió đưa trôi đi. Đến ngày mai, vì bão cứ thổi cũng mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng: "Hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Crete, thì chúng ta đã chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết. Ngươi phải ứng hầu trước mặt Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán vậy. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp lên một hòn đảo nào. Đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic. Lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Họ thả trái dò xuống thì thấy sâu 20 sải. Hơi xa một tí lại thả nữa thì thấy 15 sải. Bây giờ sợ đụng rạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng 4 neo xuống và ước ao đến sáng. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống biển, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng: "Nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu thì các ông chẳng được cứu." Bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Đoạn, trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói: "Hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, và chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình." Nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người,
tạ ơn Đức Chúa Trời rồi thì bẻ ra và ăn. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Và số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu đi. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đổ tàu đó mà núp, xem có thể được chăng. Vậy họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sao lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. Xong chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển sát nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phaolô nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy. Chương 28. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manta. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa. Sải có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng: thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publio. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Publio này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhưng đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mé biển Cilicia tới thành Rhegium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appius và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng: hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Caesar, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này. Các người ấy trả lời rằng: chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giuđa nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dầu vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm
khi Ngài dùng đấng tiên tri Esai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết. Thi Thiên 132. Đức Giê-hô-va ôi, xin nhớ lại David và các sự khổ nạn của người. Thế nào người thề cùng Đức Giê-hô-va và hứa nguyện với đấng toàn năng của Gia-cốp: Tôi hẳn không vào trại mình ở, chẳng lên giường tôi nghỉ, không cho mắt tôi ngủ, cũng không cho mí mắt tôi nghỉ nhọc, cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho đấng toàn năng của Gia-cốp. Kìa, chúng tôi có nghe nói về hòm giao ước tại Ê-phơ-rát, có tìm đặng hòm ấy trong đồng bằng Gia-a. Chúng tôi sẽ vào nơi ở Ngài, thờ lại trước bệ chân Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài, với hòm về sự năng lực Ngài. Nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội mà rằng: Ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sinh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó cũng sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn, Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ ta đời đời. Ta sẽ ngủ ở đây vì ta có ước ao như thế. Ta sẽ ban phước cho lương thực Si-ôn được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó, ta sẽ khiến sừng David đâm chồi. Ta đã sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch người, còn mão triều người sẽ rực rỡ trên đầu người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày.
Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.